Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 60 của bộ truyện. Ta sở hữu hệ thống bung tiền báo gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Lâm Tân cầm máy quay chạy với dáng vẻ đầy sự tự tin trên mặt. Bành Hàn thấy anh như vậy liền hoang mang, tại sao anh ấy có thể chạy nhanh hơn tôi chứ? Không thể nào, anh ấy vẫn đi giày da, chiếc máy quay phim cộng với gimbal đó nặng hơn 10 kg phải không thế? Bành Hàn lúc này đã là người nhanh nhất chạy về đích. MC hô lớn đã về đến vạch đích, nhà vô địch cho lần này chính là Bành Hàn. Trên màn hình lớn của toàn trường xuất hiện khuôn mặt hoang mang há hốc mùng của Bành Hàn, ở dưới MC hô lớn, thời gian cho lần thi đấu này của Bành Hàn là 10,55 giây. Thật kỳ lạ, Bành Hàn rõ ràng đã xuất phát cực kỳ hoàn hảo và có phong độ cực kỳ tốt trong 50 mét đầu tiên, đúng thế, trạng thái của anh ta đột nhiên giảm sút. Thậm chí anh ta còn mất luôn khả năng điều khiển biểu cảm của mình, kết quả này là kết quả tồi tệ nhất của anh ta từ trước đến nay rồi chạy đến nơi Lâm Tân nói với bạn mình một cách trêu đùa, tôi đã quay những thước phim vô cùng đẹp trai cho cậu rồi, tại sao cậu không cảm ơn tôi chứ? Bạn anh thở không ra hơi nhưng vẫn gắng nói, đợi tôi thở một chút ông cố nội ơi, bành hàn bên này quỳ dạp trên đất mà hoang mang về chính bản thân mình, không thể nào, sao có thể như thế được? Mấy cô gái xung quanh thấy bành hàn như vậy thì bàn tán, bạn có thấy điều mà tôi thấy không vậy? Tôi đã thấy cái điều mà cậu thấy rồi, Lâm Tân vậy mà chạy nhanh hơn cả bành hàn nữa. Tâm trạng của anh Hàn không tốt, nên anh ấy chỉ chạy được 10,55 giây thôi, cơ mà Lâm Tân tiền bối vẫn cầm theo máy quay, thậm chí còn mang giày ra nữa. bất ngờ chưa ông bà già. lúc này một người đi đến vỗ vai Lâm Tân, này cameraman, hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng ở điểm xuất phát đi chứ. anh vừa nghe xong liền khó hiểu, hả? người đó chỉ về một hướng, hả hả cái gì? phần thi 400m sắp bắt đầu rồi kìa, hãy đi và chuẩn bị quay đi chứ. anh nghe vậy chỉ biết làm theo. ồ anh chạy đi quay hai tên TCS vàng da đen cùng bọn với Bành Hàn, mặc dù hai tên đó vô địch nhưng vẫn hoang mang dưới tốc độ chạy của anh. Đã vậy mặc anh còn không chút biểu cảm nào, cứ thế tôi đã quay toàn bộ các cuộc thi điển kinh, thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi với cái công việc hậu cần này. Lát nữa ông camera mang quay trở lại, tôi phải yêu cầu ông ta đãi mình một chầu ăn xứng đáng mới được. Cả ba đi đến tố với trọng tài về anh, trọng tài trọng tài, tôi muốn tố cáo, có người đã dùng đâu binh, trọng tài vừa nghe xong liền quay sang thắc mắc, có thật vậy không? Đó là thí sinh nào thế? Trường học chúng ta có đầy đủ các công cụ để kiểm tra chuyện này. Chỉ cần phát hiện thí sinh sử dụng đô binh, hắn sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Trường học sẽ xử lý cực kỳ nặng chuyện này đấy. Ngay lập tức cả ba chỉ về phía Lâm Tân, chính là cái tên camera man đó đó. Trọng tài vừa nghe xong liền dùng đôi mắt chăm chú nhìn những tên thiểu năng còn bị điên thời kỳ cuối. Trọng tài phán một câu xanh dờn, nếu không có chuyện gì làm thì các người hãy đến bệnh viện khám lại cái đầu đi, cả ba lúc này bất lực đến mức học máu mồm không nói nên lời. Ba tên này máu còn động lại trên miệng nhìn về phía anh mà chỉ biết chửi thầm cho nhau nghe, cái lùng mía, tại sao cơ chứ? Tại sao trọng tài và huấn luận viên đều không tin tưởng chúng ta, chúng ta phải tìm ba cô gái đó để giải tỏa sự tức giận vào tối nay vậy? Lúc này ba cô gái vừa hâm mộ bành hàn hiện tại đã quay sang u mê lâm tân không lối thoát. Tiền bối lâm tân thật sự quá tuyệt vời ông mặt trăng 100m, 400m, 1500m, tất cả mọi thí sinh đều không thể đuổi kịp được camera man Lâm Tân. Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao anh ấy không đăng ký dự thi chứ? Nếu tiền bối Lâm Tân tham gia thì tất cả các giải đều thuộc về anh ấy cả rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, thậm chí tôi còn không chú ý đến các thí sinh khác nữa là tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể săn chắc và gương mặt điển trai của tiền bối Lâm Tân mà thôi. Lúc này cả ba đi đến ra vẻ với mấy cô gái, bành hàn tiến lên vuốt tóc đồ đó, ra vẻ xoái ca này nọ, này các cô gái, phần thi đã kết thúc rồi đấy chúng ta có thể đi được rồi nhỉ vừa nghe xong một cô gái liền mỉm cười mà từ chối xin lỗi hẹn các anh vào lần sau nhé bành hàn nghe xong khó hiểu cái gì cơ chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sau khi phần thi kết thúc rồi mà mấy cô gái không quan tâm mà chỉ chăm chăm vào lâm tân nhưng mà tiền bối lâm tân vẫn đang bận quay phim ở đằng kia đúng thế chúng tôi vẫn còn muốn xem anh ấy quay những phần thi nhảy cao và nhảy xa nữa nói rồi cả ba cô gái liền khó chịu cáu gắt mà nói thẳng được rồi đừng có làm phiền chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ soái ca của tiền bối Lâm Tân được không? Cả ba tên này nghe xong liền khụy xuống đất mà khóc lóc. Lâm Tân, thằng chó này, tôi ghét anh đến tận xương tủy. Lúc này trường thông báo, cuộc thi bơi lội 50m nữ chuẩn bị bắt đầu. Các thí sinh hãy tiến đến nơi dự thi đã được thông báo từ trước của mình. Tranh tranh cùng hi hi mang trên người bộ độ bơi quyến rũ sexy khiến người ta mê đắm mê đuối. Mấy nam sinh ở đó chứng kiến được cảnh này liền không ngừng gào thét hô hoán. Ố trồi đét ôi trời đất ôi. Lưu Nhất Tranh có một thân hình tuyệt vời ông mặt trăng quá. La Nhã Hy cũng thật bùng nổ khuôn khổ quá kìa. Không được rồi, tôi cần đi vệ sinh ngay với cây láp cứng ngắt của mình. Sexy quá đi, chết thằng em của tôi mất. Tranh Tranh cùng Hi Hi tiến lại gần phía hồ bơi. Cả hai không ngừng cà khịa lẫn nhau. Ôi Nhất Tranh, cô thật sự đến tham gia phần thi bơi lội này thật đó sao? Lần trước cô đến nhà tôi, tôi thấy cô nhảy lầu rất giỏi nhỉ. Tranh Tranh cũng không vừa gì mà đáp lại. Không, Lâm Tân thích những cô gái tự lập và giỏi về mọi khía cạnh cơ và tất nhiên tôi muốn mình phát triển thật toàn diện về mọi mặt hi hi khịa tiếp này đôi khi tôi đã nghĩ rằng mình chắc hẳn đã dùng hết vận may trong đời để gặp mặt lâm tân vì vậy đối với những người không được may mắn thì có một số việc thực sự không thể ép buộc được tôi nói có đúng không nào tranh tranh đáp lại điều đó chắc chắn đúng nhưng cũng có một câu nói rất hay kiên trì chính là thắng lợi dù có như thế nào tôi vẫn sẽ trụ vững cho đến khi mây tan và ánh trăng sáng rực khắp vùng trời hi hi vừa nghe xong liền cảm thấy rất nực cười ha 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 vậy thì hãy cố gắng hết sức đi nhé và nhớ là đừng thua tôi trong phần thi bơi lội này lúc này hi hi đỏ mặt mà fred tôi đã rất chăm chỉ luyện tập ở bể bơi trong biệt thự của mình mọi lúc rảnh rỗi và đương nhiên thành tích và sức bền đã được cải thiện vô cùng rõ rệt sức mạnh của tình yêu cũng vậy tranh tranh bị hi hi khiêu khích thành công liền tức giận mà muốn cá cược vậy cô có muốn đánh cược một ván không ai thắng sẽ được tham gia phần thi chạy tiếp sức với lâm tân sắp tới hi hi nghe xong liền không muốn cược quên đi bạn trẻ Tôi sẽ không dùng Lâm Tân làm vật cá cược đâu. Và ngay cả khi cô thắng tôi, thì cô nghĩ anh ấy sẽ chịu tham gia cùng cô hay không chứ? Tranh tranh nghe xong chỉ biết bất lực mà thốt lên một chữ, "Ồ." Hai cô gái đang không ngừng đấu võ mồm với nhau thì đột nhiên nhu nhu với bộ trang phục bikini quyến rũ phá cách xuất hiện. Dù Lâm Tân có muốn hay không thì kẻ thua cuộc cũng không thể xuất hiện trên đường đua phải không? Điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của các cô nữa. Xin lỗi hai cô nhé, vì tôi nhu nhu. Đến đây là để thi đấu cùng hai người hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng đi nếu không sẽ thua một cách vô cùng đau đớn đấy cả hai nghe vậy liền quay đầu nhìn sang hi hi có chút kinh ngạc không tin vào mắt mình chị nhu nhu ư sao chị lại có mặt ở đây chứ ngược lại tranh tranh đối với nhu nhu là một bộ dáng căm ghét tức giận cái gì con khốn này là chị gái của cô đó à đám nam sinh hiện tại là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất ai nấy đều gào thét mê đắm mê đuối cái gì nữa vậy trời cô gái đó là ai nữa vậy Cô ta không hề thua kém gì so với Lưu Nhất Tranh và La Nhã Hi cả. Có vẻ cô ta là một BAD girl, nhưng tôi lại thích phong cách này quá đi, thật sự quá kích thích rồi. Trọng tài hô lớn, chuẩn bị, cả ba vào tư thế chuẩn bị. Đây là chuyện giữa hai chúng tôi và Lâm Tân, phiền chị đừng nhúng cái giò vào làm gì. Nhu nhu không chịu thua, ừm, thế em cho rằng chị sẽ nghe em nói hay sao? Chị là tô nhu nhu và chị muốn theo đuổi người đàn ông mà mình thích một cách quan minh hồng đảo. Tranh tranh bên cạnh của chìa mõm vào, thế à? Vậy ra cô cũng muốn theo đuổi lâm tân của tôi sao? Một tiếng bùng vang lên, cả ba liền lao xuống nước, hi hi bơi một cách đầy tự tin. Vậy thì hãy thử xem lâm tân có thích hai người không nhé? Nhu nhu không một chút nào thua kém, chị thì lại không muốn làm những thứ mà em đang nghĩ. Chị chỉ muốn khiến lâm tân phải theo đuổi chị một cách công khai. Tranh tranh mặt đầy tự tin cười nhạo, ha 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 ha, tôi khuyên cô đừng quá tự luyến như thế nữa. Lúc này ở ngoài hồ bơi, Lâm Tân cùng bạn mình đi ngang qua, bạn anh hoang mang, cuộc thi bơi lội mà sôi nổi dữ vậy sao đột nhiên một nam sinh ở đâu xông ra tránh ra đi lưu nhất tranh và la nhã hy đang thi đấu bên trong đấy vừa nghe xong cả hai cậu bạn của anh đều muốn vào trong xem thật là vậy sao tôi cũng muốn nhìn thấy họ hãy cùng vào xem thôi nào lâm tân nhanh chóng từ chối xin lỗi tôi không thích nơi náo nhiệt cho lắm anh nghĩ trong lòng lưu nhất tranh và la nhã hy lần nào gặp nhau đều không có gì tốt đẹp cả mình cần phải tránh gặp họ bất cứ khi nào có thể mới được đúng là đuổi tình tình theo theo tình tình chạy mà. Tên nam sinh này đi lên thấy một nữ sinh liền không khoan nhượng mà thẳng tay đẩy nữ sinh đó ra, tránh đường, mau chóng tránh đường nhanh cho ông đây, cô nữ sinh cầm trên tay xô nước liền không trụ vững. Mà ngã thẳng xuống trước mặt ba người, anh nghe tiếng đông lớn liền quay lại. Một người bạn của anh đi đến gọi cô gái, bạn cùng lớp, cô vẫn ổn đó chứ. Không ngờ vừa lật lại cô gái đã bất tỉnh nhân sự. Ok video hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.